Nay mình làm món tôm nướng sa tế, tôm bạch tuộc, mề gà, ướp miếng sa tế, miếng bột ngọt, miếng hạt nêm, trộn đều lên. Mình trộn có bằng tay à, nên là nó được đẹp. Bên đây mình có thịt bò, nước cho thấm hơi, mình quấn với nấm cẩm châm mình nướng. Bò hấp dẫn à. Đầu em nướng đi cả nhà ơi. Rồi, bò cuốn kim châm nhìn hấp dẫn quá, dễ rau ăn kèm. Tôm, mực, mề gà, ướp sa tế nhìn hấp dẫn à. Mời cả nhà ăn cùng. Bắt đầu nướng ăn thôi, mời cả nhà cùng ăn. Tục chín hết. Quá trời dễ gao à.